Sao con không nói cho mẹ biết? Chuyện con phải thử việc thêm một tháng. Thực ra chuyện đấy cũng không có gì nên con không nói. Với lại ngồi ở vị trí của mẹ, một ngày hàng trăm công nghìn việc cơ mà. Nói cho mẹ nghe lý do tại sao cô ta không cho con qua cửa đợt này. Mẹ này, con có thể đề nghị mẹ một việc được không? Không can thiệp vào chuyện của con. Con tự quyết định vào Hoàng Kim và đi lên từ con số 0. Mẹ cứ để con vượt qua thử thách này đi. Con chỉ muốn con là một Hoàng Duy, chứ không phải là con của một ai đấy, hay là đi lên từ một mối quan hệ nào đó. Mẹ không hiểu tại sao con cứ thích giấu thân phận của con. Thì cũng giống như việc con thích xe đạp ấy. Mặc dù có thể lựa chọn rất nhiều phương tiện khác, nhưng mà con thấy thoải mái là được. Nghe, mẹ đừng để ý nhé. Được, nhưng mà đến khi mẹ để ý thì cái ghế của cô ta không còn chắc chắn nữa đâu. Thôi, mẹ uống đi. Con mời mẹ. Đây là hồ sơ cách đây 10 năm khi chị Trang đi xin việc ạ. Còn lại những thông tin gần đây đều đã được cập nhật trong hệ thống nhân sự cấp cao của Hoàng Kim rồi ạ. Rồi, cảm ơn chào. Dạ, tôi xin phép. Trang, chị có đưa bản báo cáo về quyết định của phòng mình với hai nhân viên tập sự. Tuy nhiên thì bên nhân sự yêu cầu xem xét lại trường hợp của Duy. Bên nhân sự hả chị? Trang này, chị nghĩ với trường hợp của Duy, em đừng tự làm khó mình làm gì. Em biết rồi, chị cứ về làm việc đi. Chị đây. Chị Trang ạ, tổng giám đốc muốn gặp chị trao đổi chút công việc. Ok, chị sẽ lên luôn. Mẹ ạ. Sao con lại vào đây? Chẳng phải mẹ con mình đã thỏa thuận là... Chúng ta đã thỏa thuận là mẹ sẽ không can thiệp vào công việc của con. Vậy tại sao mẹ lại tác động để chị Trang nhận con vào làm? Thì mẹ đâu có can thiệp vào chuyện của con. Chẳng qua là mẹ chỉ muốn nhắc nhở con bé đó đừng có lộng hành quá thôi. Không lẽ con trai của mẹ lại không qua nổi vòng thử việc à? Mẹ quên con trai của mẹ thừa nhất là sự tự tin à? Nhưng mà điều con không mong muốn nhất đó là người ta không nhìn vào năng lực của mình mà lại chịu sự tác động của mẹ. Con khó chịu à? Còn mẹ, mẹ chỉ đang khó chịu thay con thôi. Con không thấy khó chịu ạ. Nhưng mẹ đứng ở vị trí dưới một người, trên rất nhiều người. Và con không muốn chỉ vì một việc nhỏ như vậy mẹ đánh mất đi sự khách quan của mình, lại can thiệp vào việc nhân sự của một phòng ban rất nhỏ. Con không hề muốn. Con cũng đã chấp nhận thử thách thêm một tháng rồi. Khi con không muốn lộ ra mối quan hệ này, có nghĩa là con muốn đi một lộ trình bình thường của một nhân viên bình thường. Coi như mẹ không biết gì nhé. Con về phòng làm việc đi ạ. Thì mẹ, cười với con một cái cho con vui đi. Kim chi. Thôi, về đi làm việc đi. Vâng ạ.
Tôi nghe nói cô có vẻ không vừa mắt với giám đốc marketing, đúng không? Dạ, không ạ. Cô ấy là người rất có năng lực. Em chỉ nhắc nhở cô ấy là đừng đem chuyện đời tư của nhân sự cấp cao Hoàng Kim ra làm mồi nhử cho truyền thông thôi ạ. Không phải cuộc họp báo đã khiến cho cô đanh thép giải thích về mối quan hệ giữa tôi và cô và những chuyện liên quan đến con gái cô còn gì. Xem ra nhắc đến chuyện này cô vẫn còn có vẻ hận tôi lắm phải không? Thưa anh, chuyện đã qua lâu rồi ạ. Qua rồi hay không thì cũng có khác gì đâu. Những việc tôi bảo cô để mắt thế nào rồi? Vào báo cáo đi.